hít ngỡ bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, quá yêu đuối rồi em à. Bộn bề đằng sau những nụ cười, than trách gió anh chẳng chịu thương bằng đến nơi. Lì xì bên mẹ cho sao bằng mình cho bay đi ạ. Hey. Cảm ơn chị Nguyễn Phương Thảo, chị Hoa Quả Vân nè. Cảm ơn Hà Văn Mạng. Xe xe đi nhiều với băng ở chân thiệt à, cho em nhập viện luôn á. Ai nói đi xe nhiều là hết xe xe, chứ em đi xe càng nhiều càng mệt, em càng chết. Wow, cảm ơn chị rất là nhiều nè. Chúng ta đang rất là khó khăn để đi lên được con số 2. Cố gắng lên nè anh chị ơi. Chóng mệt với em dạ. Xin lỗi các anh chị, hôm nay em hơi bớt. Nhiều lần thấy băng khóc, cô đau điều gì hả băng? Quá buồn. Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm băng vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu anh chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù làm biển sai, sai vẫn yêu. Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu. Sao mà dài vậy bắn? Một người từng rất thương, thôi mà nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là, nghĩ sao em? Em nên dừng lại đi. Thôi băng đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng băng buông, tối băng đau, đêm về băng khóc. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng là lơi. Người con gái chẳng cần kiêu xa, nụ cười đẹp nhất khi chiều ta. Thích ngỡ bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bộn bề đằng sau những nụ cười, than trách gió em chẳng chịu thương anh đến nơi. Chị Nguyễn Huệ ơi, chị mua 2 hộp tăng cân, bên em giảm ngay 100.000 đồng cho chị. 350 một hộp, mua 2 hộp là 700.000, thì bên em sẽ giảm cho mình 100.000 là còn 600.000 thôi. Chị Huệ, chị để lại số điện thoại giúp em nhé. Ní hào hảo cả hải cao à, ní hào mà. Wow, đăng lên view rồi anh chị ơi, chia sẻ được rồi. Thì thực chị cũng một hộp cũng được miễn ship, mua 2 hộp cũng được miễn ship cho mọi người. Ngày nhà em bao đổi trả cả trại, mình yên tâm ạ. Bây giờ chị cho mình. Tôi thấy đời đang sớm, anh ơi có hay không? Ném cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng anh rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, anh cho tôi bao ước phiền lắng đọng. Anh cho tôi mê, anh cho tôi say, quá say. Anh cho tôi quên luôn kiếp tu đây. Xin chào chị Thanh Mai, chị Thu Hà nè, chào tất cả các chị nha. Cảm ơn các chị đã cùng đến với buổi live của Yến Du My và Sa Băng. Em chào chị Minh Châu, Yupi, màu hồng đáng yêu. Em cảm ơn chị gái Hà Trần, chị Anh Phúc nè, chị gái Ruby, chị Trương Thủy nè. Chia sẻ rực rỡ cho hai đứa em có ngày cuối tuần rực rỡ nha các anh chị nhá. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một lượt chia sẻ thôi. Để tôi thấy đời đang sống, anh ơi có hay không? Ném cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, anh cho tôi bao phiền lắng đọng. Anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên luôn kiếp thù đầy.
cho em số điện thoại công ty để em đưa bạn em mua nước hoa. Số điện thoại của công ty chốt đơn hàng là 0888881111 nha. 08 4 câu số 8 và 4 câu số 1 nhé. Ngân Nguyên ơi, hello chị Khánh Ngân, chị Tiến Hải, Trang Dương, chị Hòa Lê, là chị Trang, chị Trang Brighton, chị Hà Hai, chị Hai Vu Hậu Hòa Hay Hơn, chị Hai, chị Ba, chị Tư, chị Bốn, chị Năm, chị Sáu, chị Bảy. Chia sẻ cho hai đứa em đi anh chị ơi. Đúng rồi. Các chế xinh đẹp ơi. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Cười ghê, Yến nhưng mở mắt không lên. Em Yến còn đang say xe. Bê quá. Come on, Yến Yumi, Sao Băng, DC đi các chị ơi. Nè em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Nè em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Ô ô la la đường cong em đến mà. Đứng tỉnh đi. Ô ô la la ngọc ngà sexy lady. Ghê em là ai mà bao chàng trai là hưu là nai. Ghê em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây say. Ô ô la la đường cong em thế kìa. Ô ô la la chàng trẻ sexy lady. Ê, ai đi qua lối đó, anh trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng thôi không đắn đo. Ô, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta những anh ngơ. Ê, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tên. Ô, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em cho một cái comment cho đường cong của Yến Yumi. Yeah. Xin chào Nhật Lệ, chào chị gái Hòa Lê, chào Hiền Nguyên, chào chị Tích Ca nha. Các chị ơi, mọi người vài lượt chia sẻ cho hai chị em có thêm động lực hát hay hơn, máu hơn nha. Bơm máu cho hai chị em đi nào. Cảm ơn Giao Ngao. Anh nè, các anh chị thì xin chia sẻ cho Tài. Mạnh mẽ hơn đi nào mọi người. Cuối tuần mà mình sẽ rực rỡ chứ hả? Quá rực rỡ luôn. Nè em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Nè em từ đâu về đây vừa hay lòng ta tức say. Ô ô la la đường cong em đấy mà. Ô ô la la ngọc ngà sex lady. Khi em là ai mà bao chàng trai là hướng là này. Khi em là ai mà đôi bờ vai lòng ta ngây dại. Ô ô la la đường cong em thế kia. Ô ô la la chàng trẻ sex lady. Hey, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng ngâu lo. Nhìn em lòng thôi không đắn đo. Oh, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta những ai ngơ. Hey, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em. Yeah. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng ngâu lo. Nhìn em lòng thôi không đắn đo. Oh, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta những ai ngơ. Yeah. Ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em ta những ai ngơ. Rực rỡ các chị ơi, Yến đứng xích lại đây. Ai à, mang đứng ngay đợi, ok chỗ này nha. Cảm ơn các chị chia sẻ rực rỡ cho Sao Băng và Yến Yumi. Tôi không tiếp theo bài gì ạ? Bài gì mọi người? Yeah. Hát này không như Sao Băng trên TV. Dạ, tùy cái bài hát và tùy cái sân khấu này em tập nhiều trang phục bài hát khác nhau á các chị. À, tiếp tục là bài gì đây anh chị ơi? Mình là phải nhiều màu sắc mà đúng không chị? Mình phải thay đổi theo từng cái khung cảnh, cái phù hợp với nơi rồi. Mình đến, phù hợp với nơi mình biểu diễn các anh chị. Bây giờ Sao Băng và Yến Yumi đang ước rằng các chị chia sẻ rực rỡ để tụi em lên con số cao ngất ngưỡng, cao nhất trong ngày hôm nay nhá. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiều vàng.
em đã sống những đêm ngoài kia bên su bờ ca. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng số gành đá ngàn có hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn xa vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ thật nhiều, mình người, người yêu anh hơn. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để hôm nay có đơn vắng tay, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì con số năm lặp lại, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Cảm ơn chị Tuyết, cảm ơn Linh Hưng, cảm ơn chị Hoa, cảm ơn Hồng, cảm ơn Tuyên Nguyễn, cảm ơn chị Chào, cảm ơn mọi người nhá. Mình gần này đây được không ạ? Đó, đứng gần thôi, đứng xa quá thấy cái chân không ạ? Tối nay cái chân nhỏ vậy, có kéo không? Chân nhỏ không? Không có nha quý vị. Tại mặt màu đen á. Ước gì lên con số 5 giờ này đó cái gì? Phấn nước còn không để lại số điện thoại nha Vũ Thanh Hương ơi. Nếu mà còn thì giao cho mình luôn nhé, mình để cứ để lại số điện thoại đi ạ. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu em hơn. Ước gì nguyên linh đê độ số điện thoại, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Nguyễn Linh ơi, Nguyễn Linh để lại xin phải nào. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho nhiều đơn hôm nay nè, ước gì anh chỉ luôn nhiệt tình và chia sẻ cho hai chị em. Hai chị em xin cảm ơn nhiều. Hey, bé Yến ngày càng xinh. Đó, cảm ơn Hương đỉnh và cảm ơn chị đã dành lời khen cho hai chị em. Ước gì thả tim nhiều nhiều, ước gì chia sẻ thật nhiều và để lại số điện thoại thật là nhiều nhiều nha anh chị nhá. Hôm nay là ủng hộ hai chị em hết mình đi nào. Chào chị Khánh Ngân. Nơi đi cái cuộc sống cho mình đi chơi đồ bật nước. Hoa Trần, Hoa Quả Vân. Ok, các chị yêu cầu bài gì tiếp theo đây? Bài Kiếp Về Sầu đúng không? Là có liền luôn nè. Ôi, tại sao mình vẫn còn chưa chia sẻ đúng không các anh chị? Chia sẻ rực rỡ nào các chị ơi. Từ khi em không còn về quanh sân, quanh sân là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với em suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền em cuốn đi rồi, nhưng ước mơ sâu cùng.
không mở đời giật phong. Lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô trường. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối chỉ miên còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Chị Lan Đặng ơi, xin thoại giúp em nha. Đắm, không cần toàn tình nghĩ suy làm chi. Em yêu anh sao chưa xa lãng quên tháng nào. Chiều ngày em đến tiếng hát vút cao, vút cao. Chỉ còn tiếng nắng ấm áp bên đời, cùng ngàn mây trắng lừng lờ, vút cao bay lên trốn xa. Một ngày anh đến góc phố hát ca, từng đàn chim em chung chim môi cười. Là đời anh bên mệt nhoài, hát xong trong kiếp về. Chào nam giới, chào quý đoàn, chào khởi nghiệp nè. Chị Hoa Võ Vân, Vũ Dũng, Chelsea. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi chị Băng Nhĩ ơi, chị Băng. Chị Anh Nguyễn Hưng, đây xem. Trời ơi, 500 lượt cái chị chia sẻ, 1000 chia sẻ cho hai chị em nhé. Hôm nay các anh chị đi chơi đúng không? Nhưng mà còn ai ở lại đây với chị em là tình thương mến thương, đó là nhiệt tình rồi. Thì thôi, thương thì thương cho chót, chia sẻ nhiệt tình cho hai chị em nhé. Ngày chia tay anh một đời gieo phong, gieo phong. Một lần sau cưới cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô trường. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Nhưng đêm tối chỉ miên còn một anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm, không cần toàn tình nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa sớt lãng quên tháng năm. Chờ ngày anh đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ, vút cao bay lên trốn xa. Hey, yeah. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chôn chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp về xưa. Chờ ngày anh đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ, vút cao bay lên trốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, hát ca. Từng đàn chim én chôn chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp về xưa. Lên bắt ca luôn chị ơi. Em cảm ơn các chị rất nhiều đã dành lời khen cho Yến Dung My nè, cho Sa Băng nè. Cảm ơn các chị. Chào quan đi khắp, khắp khu léo, khắp 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 khắp. Không sao biết ta. Yeah, arigato. Sisiani. Thank you. Ở đó tôi cảm ơn. Cảm ơn, đi đâu cũng vậy phải biết tiếng Việt. Tối nay hai chị em xinh đẹp rực rỡ hả? Dạ. Buổi nào tụi em cũng cố gắng để rực rỡ hết mọi người. Tụi em đang chờ các chị chia sẻ cho tụi em rực rỡ hơn nè. Ước gì lên 12k giờ này. Khó lắm anh ơi. Cái ai đó. Nó không có dấu phẩy là được rồi. Ngồi lại nhấp chén say, chén say. Lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, thoát rơi. Muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, mây phèn. Lắng trong buồn hoài cũng thấy quen, thấy quen. Ngồi buồn ngó quát xèn, trách sao coi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ơi, về đây mang theo dấu yêu. Chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa. Một mình trong đêm lắng nghe xa.
gió tha. Chờ các anh chị chia sẻ cho được rỡ lên câu số 2 đầu tiên cho hai chị em nè. À, cảm ơn chị Ngọc Tuyết, cảm ơn Hải Âu, cảm ơn chị gái Hà Trần là đếm thời gian, chị gái yêu Luby. Kêu cái gì mà kêu biết, chị chờ Yến đây. Nguyễn Phương Thảo, chị Hồng Hoa nè. Nói cái gì phải nói rõ cho ta biết chứ, Yến Yến hoài biết cái gì. Yến xinh đẹp, dễ thương. Yêu thì nói, cái đói là phải ăn. Đấy. Cái gì chị... phải nói. Ờ, kêu tên không mà không hiểu, không có thầm giao cách cảm được. Đầm đen xinh lắm kìa. Wow. Các chị khen vừa vừa thôi, khen quá, nở mũi nha mọi người. Ngồi lại nhấp chén say, đang trong lòng mình quá đắng cay, quá đắng cay luôn. Ngày dài thấm thoát giờ, muốn quên đi những suy duyên thị phi. Ngọc ngà cũng mới phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Nhức đầu đó. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thà. Vì lời ai hứa một ngày diệu em bước đi, tìm về nơi xa phút giây yên bình. Đầu non cuối gió người còn là mây viễn du, để lại đằng sau tiếng ai thương xa. Cảm ơn chị Tuyết Ca, cảm ơn Hùng, anh Hùng Nguyễn, chị Anh Phúc nè, Bình Nguyễn nè. Em nên dừng lại, ok luôn. Yến mới có những mới hả? Nó có những cũ á, tại không đeo. Hôm nay đi đi dự em event đồ đó mọi người đó. Hôm nay chị đi dự event của em á, nên là em ngựa em đeo thêm á. Event nhưng mà hơi bị xây xe. Hơi xây xe, giờ phần còn xây mọi người ói sắp mặt luôn. Trời, chị chạy vậy là chạy em rồi đó. Em mà ngồi xe, chị lái xe mà chạy xô là hơi bị căng nữa đó. Tới say xe nữa rồi. Em mà say thì phải có 1-2-3 ngày nó mới hết. Khổ thân. Ủa còn ha dài dữ. Thôi lỡ lỡ cho vô kim đi. Thôi lỡ rồi. À. Lỡ rồi. Quá. Chị tưởng hết rồi đó. Bên em không có giảm cân như sao Văn Phan, bên em có tăng cân là nước hoa, có collagen, có sữa mặt, kem body, tẩy tế bào chết, rồi có kem chống nắng nữa. Mình muốn mua những sản phẩm đó thì mình để lại số điện thoại giúp em nha. Mùa xuân vừa đến, vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu óc mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ Thuy Tuyệt để lại số điện thoại. Số gì ơi? Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Nhớ chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặc trên tay anh khắp bà, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như em được sống giây phút đầu tiên, có anh tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh. Oh. Lên nữa đi ạ. À. Hey. Lên cậu. Lên đi, lên số 3 em nhảy bộ điều bơm xe cho chị coi nhá. Hư nè, hư nè. Ai còn nhớ cái điều của chị rồi sao bao mọi người. Xịt quá nè. Em
ở giữa luôn hay vậy? À, vậy đó. Ok, cảm ơn chị Nguyễn Thủy Tuyết. Các chị em mua hàng để lại cú pháp số điện thoại và cái tên sản phẩm các chị muốn mua nha. Và yêu cầu bài hát nào, muốn Sa Băng và Yến Dung hát thì cứ để lại cho mình. Tụi em hát phục vụ các anh chị ngay lập tức luôn. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ trông, chờ anh một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì yên. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàng lãng quên nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai em khóc òa, nhưng con đường em đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho bài gì tiếp theo đấy các anh chị ơi? Cứ yêu cầu đi nha, không sao cả, tụi em biết hát tụi ta sẽ hát liền luôn. Wow, vì chúng ta đang lên kìa các anh chị ơi, nhanh tay nào. Chị đừng hát bài Khuê Một Lan không? Khuê hả? Ừ. Lâu quá hát. Khoan, phải thế này không? Này giọng yếu lắm, giảm gì. Ngôi sao cô đơn, hai kem chống nắng Vi Anh ơi. Vi Anh để lại số điện thoại giúp em nhé. Lắc mông dẻo quá trời. Ok, chị Vi Anh để lại số điện thoại giúp em nào. Các chị còn mua hàng nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nhé. Chào anh Bách Bình nha. Coi chừng Sa Băng ai em đó, Yến, em thích sự dê này, em rất là thích. Tiếng đàn vọng qua núi, tang tình tang ơi a à, tình. Giữa nghìn trùng mây xuôi, duyên tình ai biết lên lời ca. Hạ tu nhớ, cớ sao không còn, cố nhân xưa vẫn chờ à. Chỉ còn lại tiếc thương, hoài vẫn vương năm tháng đó. Mối tình từng hẹn nước, lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu. Để gặp người khi trước, ba nguyện đi phiêu bạt nhân gian. Nơi rừng sâu trốn thiên bóng, lục tìm ai khiến ta vương tình. Hỡi thế tha nhân gian luân hồi ai ơi. Chẳng khỏe mọc lòng mừng tìm theo ý chung nhân tình hạ phẩm bách hòa. Cỡ sau khi đã thương phùng duyên, đã quên câu thề trăm năm chẳng rời. Khỏe mọc lòng đến đâu nhìn theo, nước mắt chẳng đáng danh trong sau kia. Nguyện theo bước đi nhân tình, khi em sau ta sẽ tình nhau. Cảm ơn. Ủa, hậu ký để gì số điện thoại kỳ vậy? Trời, để đúng số điện thoại giúp em đi, còn hai số cuối thì còn sao sao nữa. Bên em không phải là dự đoán số đâu. Để số đúng nha. Không có phải chương trình dự đoán số đuôi đâu rồi. Anh Trí ơi. Anh Trí ơi, kể từ đây anh không còn. Không biết là thường tên lại là mối duyên thầm. Tiếc là thiên bính là giỏi tiên cầm. Nhưng mà trốn thiên lính cũng dành cho lối duyên ngầm. Đây là lương ý trở nên bệnh tương tư. Tôi mất cả lương trí khi người này nó nương tự. Cũng chẳng dấu gì ta đã biết cả tâm thư. Kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử. Vượt lên giang sơn và thần bí như họa. Ta đổi lên nụ cười này cứ tự như hoa. Bỗng tay nhói tim này có phải cái châm lạ. Từ có sáng như sao lên tự chứ ta bỏ cả tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước tuyệt lệ giai nhân. Tôi quyết kiên thiên địa nữ duyên này ai ngăn. Nếu muốn độc thân ta cũng là trai tân đến. Nó sinh ra hài tử đặt tên là Yến Ba. Mối tình từng hẹn ước, lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu. Để gặp người khi trước, ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian. Nơi rừng sâu chốn thiên bồng, lục tìm ai khiến ta vương tình. Hỡi thế thái nhân gian luân hồi ai ơi. Chẳng khuế một lòng cũng luôn tìm theo ý chung nhân tình à, phàm bách hòa. Cả sau khi đã từng cùng duyên, đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Khuế một lòng đến đâu nhìn theo, nước mắt chẳng đắng tanh trong sau kia. Quyến theo bước đi nhân tình, kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Khuế một lòng vẫn luôn tìm theo ý chung nhân tình phạm hòa bệnh hòa. Cả sau khi đã từng cùng duyên, đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Khuế một lòng đến đâu nhìn theo, nước mắt chẳng đắng tanh trong sau kia. Quyến theo bước đi bước chân tình, kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Thoại nhìn hết được người mà. Hey. Hey.
đừng hẹn kiếp sau à. Ok anh Hân Hoan anh. Cái bài này hơi cao lâu quá không hát, em bị quên mất rồi anh chị. Chia sẻ rực rỡ nha anh chị ơi. Vạn lời yêu thương cũng hết sau hai từ chia tay. Ngàn lời hứa mãi sẽ yêu cũng theo gió bay về trời. Anh có muốn khóc đâu, chỉ vì tiếc nuối cho những tháng ngày mình bên nhau. Thời gian cố xóa mờ niềm đau. Liệu rằng duyên số có thứ tha cho mình không anh? Không đâu. Người bạn hạnh phúc ta bán đi đổi lấy hiếu quay. Em có nói thiệt không, chỉ vì đôi phút nóng lòng mà đánh mơ. Người đã có với mình cả thành rồi. Nếu như có thể xin đừng làm nhau đau. Vì cuộc đời dài ngắn, ai biết ngày mai sau. Có ai sống quá một lần, mất nhau cay đắng muôn phần. Kiếp sau hứa sẽ bên nhau, biết được không? Vết thương xác thịt, đau rồi còn quá mau. Vậy tình cảm ta trao đâu, rồi làm sao không? Trái tim muốn nói một lời muốn bên anh suốt cuộc đời. Cho thương nhau ở kiếp này, xin đừng hẹn kiếp sau. Chị gái Hà Trần ơi, cô lên sủi là 1 triệu mốt một trường hợp như thế này, 40 gói và chúng ta sử dụng được trong vòng 20 ngày. Và hiện tại chúng ta mua 2 hộp trị giá là 2.200.000 đồng. Bên em tặng thêm cho mình 1 hộp collagen DC Plus trị giá 790.000 đồng. Các chị, nếu mà mua 2 hộp tặng thêm 1 hộp DC, mua 4 hộp thì em tặng 2 hộp DC và kèm 1 kem chống nắng cho mình luôn nha. Chị gái để lại số điện thoại giúp em nào. Áp lực tâm lý quá. Khổ không bé. Liệu rằng duyên số có thứ tha cho mình đâu anh. Người bạn hạnh phúc ta bán đi đổi lấy hiếu quay. Em có nói thiệt không, chỉ vì đôi phút nóng lòng mà đánh mất. Người đã có với mình cả thành xuân. Nếu như có thể xin đừng làm nhau đau. Vì cuộc đời dài ngắn, ai biết ngày mai sau. Có ai sống quá một lần mất nhau cay đắng muôn phần. Kiếp sau hứa sẽ bên nhau, biết được không? Có kem chống nặng 209 một típ. Vậy mà mình mua 2 sẽ được tặng thêm típ nữa. Quá chi là tuyệt vời. Muốn trắng ra bao về xa nè, đến với đi xin tim nè. Xin đừng bỏ lỡ nha. Vết thương xác thịt đau rồi còn quá mau. Thật qua sao? Vậy tình cảm ta trao đâu rồi làm sao không? Trái tim muốn nói một lời, muốn mua hàng bên em thì nhớ anh chị ơi để lại số nè. Xin đừng bỏ lỡ chương trình khuyến mãi. Chúng ta mua 1 kit kem chống nắng là 290.000 đồng. Chúng ta mua 2 tip sẽ được tặng thêm 1 tip. Nếu chúng ta muốn bảo vệ làn da chúng ta ngay từ bây giờ, để tránh cái tình trạng sạm nám và tàn nhang đồi mồi xuất hiện trên làn da chúng ta, hãy dùng kem chống nắng mỗi ngày nha. 291 tip, mua 2 tip tặng 1 tip. Hãy nhanh tay để lại cái tên kem chống nắng và cái số điện thoại của các anh chị trong chính cái comment này giúp em nào. Và bây giờ chúng ta cùng chia sẻ rực rỡ nhiều hơn nữa nha.
vừa chia sẻ vừa để lại số điện thoại mua hàng thì quá là tuyệt vời các anh chị ơi. Tiếp theo các chị muốn nghe bài gì nữa đây ạ? Thấy không, chị hát hết bài cũng được. À, cái này phải cầm lên à. Yến buồn ngủ. Yến bị say xe hơi mệt đó các chị, cho nên các chị thông cảm nha. Hôm nay thì em vẫn còn có sức lực một xíu thì em cày mau em, hết cỡ đó mọi người. Em lấn qua giùm Yến luôn. Ok không? Có ký ức nào đẹp hơn nghe đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn nghe mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi yến tuôn sầu? Khóc. Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người đang đồng nâng đi bên anh là người như thế nào? Như thế đúng không? Nào thì sợ người ta không yêu thương bằng tôi biết, biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc sao? Em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh gió buồn mang. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều, rất nhiều. Em hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên ta đã thương yêu. Má ca là cái chị ơi, lên nữa được không ạ? Hey, em sẽ nhảy cái vũ điệu bơm xe cho các chị coi nha. Hư nè, bơm đi. Tự nhiên thấy chị nhảy mình xe xe lại chị bắt. Tự nhiên em soạn quá. Anh chào chị Phương nha. Có ký ức nào đẹp hơn nghe đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn nghe mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi bằng tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Sao bà Vân biết biết vụ điều hồi chưa vậy? Người đàn ông đang đi bên em là người, người như thế nào? Thế nào? Giờ người ta không yêu thương anh, em biết, biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh gió buồn mang. Biết anh thương nhỏ đó rất rất nhiều. Nhỏ nào? Em hỏi lòng em có bao nhiêu? Bao nhiêu? Trái tim anh giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em sẽ buồn mơ. Biết anh thương người anh đã rất nhiều, rất nhiều. Em hỏi lòng em có bao nhiêu? Bao trái nhiêu? Tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên ta đã thương yêu. Xin đừng quên mình đã từng yêu. Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, anh đừng về em chẳng chờ nữa đâu anh. Yeah. Tiếp tục là bài hát gì các anh chị ơi? Chúng ta cùng chia sẻ rực rỡ lên cho hai chị em nào các anh chị ơi. Cùng một cái tông này luôn. Nè ha. Lên luôn, không ngừng nghỉ nha các chị nha. Yeah. Sóng gió phủ đời trai. Ủa này của ai vậy? Biết mày anh nói gì. Tiếp tục chia sẻ nào anh chị yêu ơi. Hồng trần trên đôi cánh tay, hòa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thở ơ.
lòng người ai đâu có hay. Một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng. Thương em bờ vai nhỏ nhọn, đôi mắt hoa mây đêm. Thương sao mùi da lý hương, vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du có tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. À, chim kia về vẫn có đôi, sao trắng gió phù thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có nếu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng. Em còn bên anh có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng tư về, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cỡ sao lòng tâm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Lâu quá hát bài này quên. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Em cảm ơn anh chị nè, đã yêu thương và chia sẻ rực rỡ cho hai chị em. Một nhành hoa rơi đoạn đường vật nhau thấp buồn anh ơi. Dòng người vội vàng giờ tình ơi anh ở đâu rồi. Lặng nhìn bờ vai xưa từ đầu mình rằng hỏi khổ chưa. Đành lòng chẳng đường giờ đừng đi vì câu hương. Trời ban ánh sáng năm tháng thứ về, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cỡ sao còn tâm tôi. Một mai em lá vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Hỡi à, hỡi à, hỡi à. Hỡi à, hỡi à, hỡi à. Em cảm ơn anh Nhân Đỗ nè, cảm ơn Trần Văn Tùng, chị Hoa Cỏ Vân, chị Vương PP. Dạ, cảm ơn mọi người. Yến với Sa Băng là nhất, cảm ơn chị Liên Võ nha. Cảm ơn Nhánh Lan Rừng. À, một đêm say đi hả? Dạ, chia sẻ nào các chị ơi. Ai còn lăng tăng, còn chưa có muốn, chưa còn thắc mắc gì thì mình cứ để lại cái comment tụi em trả lời các chị nha. Các chị là những khách hàng thân thương, bên em sẽ không bao giờ bỏ qua một cái comment hỏi nào đâu nè. Ngắm hoa lệ rơi à, lâu quá em hát mà nè, em quên rồi anh Phúc Lập. À, anh có thể để cho một hai ngày nữa để em ôn bài được không anh? Tại vì anh chị thấy á, một ngày tụi em hát rất là nhiều bài, cho nên là những bài cũ mà lâu không hát là em sẽ bị bài trừ ra khỏi não á. Ta chỉ sống một lần trên đời. Lần trên đời, cuộc sống không có bao lâu mà chúng ta không làm đẹp, không yêu thương bản thân mình thì tới lần cuối đời mình tiếc lắm á. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói I love you. Khi mẹ anh còn trong hơi thở, lại gần hôn em đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay, anh nói anh dạy tiếng đàn, vậy lại gần hôn em đi. Lại gần hôn em sẽ để anh mặt trời. Lại gần hôn em, hay anh để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa? Không muốn đâu. Ta chỉ sống một lần trên đời, cứ làm đẹp đi anh chị ơi. Sống một lần trên đời, mình hãy làm những gì mình thích. Ta chỉ sống một lần trên đời. Ta chỉ sống một lần trên đời, trên đời. Suy nghĩ lắm chị anh ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời này là vì ngọt trên đôi môi.
lại gần hơn em. Em sẽ để anh mà chờ, lại gần hơn em, lại gần hơn em. Em sẽ để anh trôi vời, giờ còn đôi ta, giờ còn đôi ta. Giờ còn đôi ta, giờ còn đôi ta. Anh có muốn đi thật xa? Ta chỉ sống một lần trên đời. Ừng, ừng, rồi mất đấy. Hello chị Quế. Hello Kim Quế, em chào chị Năm nè, chị Lan. Hai hộp sủi là bao nhiêu? Một hộp là 1.1 triệu, hai hộp là 2.2 triệu. Tặng luôn mình một hộp collagen DC Plus trị giá 790 ngàn. Chị Lan Phương ơi, chị để lại số điện thoại liền đi chị gái, đừng để nó nguội đi nhá. Cảm ơn chị Hoa Trần. Lại gần hôn em sẽ để anh mặt trời, lại gần hôn em, anh anh để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Mua một chai được miễn phí ship chị. Dạ, miễn phí ship nha chị. Quà. Để lại số điện thoại giúp em đi chị gái ơi. Hey! Hàng nhà em là bao đổi trả. Các anh chị đừng có lo về cái chất lượng sản phẩm. Đó, đến với DC Beauty, bảo đảm các anh chị sẽ hài lòng. Em bảo đảm chị Nguyệt Anh dùng cái kem body này và thích. Tại vì em, ngày mà em rất khó tính mà em thích là... Đúng rồi, chị Giao Phan ơi, chị comment đúng cái tên em rồi, yêu chị gái. Cảm ơn chị Ngọc Tuyết nè, chị Hoa Cỏ Vân, chị Hà Trần, Kim Quế và tất cả các chị nãy giờ em quên đọc tên nhé, đã luôn luôn đồng hành cùng với DC Beauty trong những buổi live của tụi em. Mà thiếu đi các chị là thiếu đi một cái linh, kiểu như là một linh hồn, buổi live thiếu đi linh hồn các chị. Cho nên là mong các chị luôn luôn yêu thương đồng hành cùng với tụi em nhé. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi và quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ thích nuôi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ say. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, bên nhau hướng đem chứng minh tình nồng ấm. Gói chân thật yêu sâu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đâu. Đời là dòng sông, dòng sông ngày trôi qua trong đau thương mình còn chỉ cho nhau. Nếu mai kia gặp gỡ xin giữ mộng đẹp muôn thuở. Dù có qua ngàn giông tố thì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, bên nhau hướng đem chính nguyên tình nồng ấm. Gói chăng thật yêu sâu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đâu. Hey, cảm ơn Chức Đặng, cảm ơn Nguyệt Anh, Phan. Cam kết với chị gái luôn, chị mua cái body này về là chị dùng chị có thích thôi. Em rất là thích nó luôn á. Tại vì thấy còn số với Linh, tại vì cũng chưa thấy live sau tới. Thôi mình cứ câu giờ vậy nha. À không, chứ là mình còn 21 giờ. Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà, thích ở bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, quá yêu đuối rồi em à. Bộn bề đằng sau những nụ cười, than trách gió anh chẳng chịu thương bằng đến nơi. Lý xí bên mẹ cho sao bằng mình cứ bay đi ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Phương Thảo, chị Hoa Cỏ Vân nè. Cảm ơn Hà Văn Mạng. Xây xe đi nhiều với băng ở chân thiệt à, cho em nhập viện luôn á. Ai nói đi xe nhiều là hết xe chứ em đi xe càng nhiều càng mệt, em càng chết. Wow, cảm ơn chị rất là nhiều nè. Chúng ta đang rất là khó khăn để đi lên được con số 2. Cố gắng lên nào anh chị ơi. Chống mệt với em già. Số
xin lỗi các chị, hôm nay em hơi bớt. Nhiều lần thấy băng khóc, cô đau điều gì hả băng? Quá buồn. Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm băng vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu anh chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù làm biển sai, sai vẫn yêu. Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu. Sao mà dài vậy bắn? Một người từng rất thương, thôi mà nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là nghĩ sao em? Em nên dừng lại đi. Thôi bằng đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng bằng buồn, tối bằng đau, đêm về bằng khóc. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng là lời. Người con gái chẳng cần kiêu xa, nụ cười đẹp nhất khi chiều ta. Thích ngã bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bộn bề đằng sau những nụ cười. Thằng trách gió em chẳng chịu thương anh đến nơi. Chị Nguyễn Huệ ơi, chị mua 2 hộp tăng cân, bên em giảm ngay 100 ngàn đồng cho chị. 350 một hộp, mua 2 hộp là 700 ngàn. Thì bên em sẽ giảm cho mình 100 ngàn là còn 600 ngàn thôi. Chị Huệ, chị để lại số điện thoại giúp em nhé. Ní hào hảo cả hải cao à, ní hào mà. Wow, đăng lên view rồi anh chị ơi, chia sẻ được rồi. Thì thường các chị mua 1 hộp cũng được miễn ship, mua 2 hộp cũng được miễn ship cho mọi người. Ngày nhà em bao đổi trải cả trại, mình yên tâm à. Bây giờ chị mình xin chào cả nhà nha. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống. Anh ơi có hay không? Ném cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng anh rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, anh cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Anh cho tôi mê, anh cho tôi say, quá say. Anh cho tôi quên luôn kiếp tu đây. Xin chào chị Thanh Mai, chị Thu Hà nè, chào tất cả các chị nha. Cảm ơn các chị đã cùng đến với buổi live của Yến Du My và Sa Băng. Em chào chị Minh Châu, Yupi, màu hồng đáng yêu. Em cảm ơn chị gái Hà Trần, chị Anh Phúc nè, chị gái Luby, chị Trương Thủy nè. Chia sẻ rực rỡ cho hai đứa em có ngày cuối tuần rực rỡ nha các chị nhé. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một lượt chia sẻ thôi, để tôi thấy đời đang sống. Anh ơi có hay không? Ném cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, anh cho tôi bao phiền lắng đọng. Anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên luôn kiếp thu đây. Cho em số điện thoại công ty để em đưa bạn em mua nước hoa. Số điện thoại của công ty chốt đơn hàng là 0888881111 nha. 4 câu số 8 và 4 câu số 1 nhé. Ngân Nguyên ơi, hello chị Khánh Ngân, chị Yến Hải, Trang Dương, chị Hòa Lê nè, chị Trang, chị Trang Brighton, chị Hà Hai, chị Hai Vũ Hậu Hòa Hai Hân, chị Hai, chị Ba, chị Tư, chị Bốn, chị Năm, chị Sáu, chị Bảy. Chia sẻ cho hai đứa em đi các anh chị ơi. Đúng rồi.
Các cháy xinh đẹp ơi. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Cười ghê, Yến nhưng mở mắt không lên. Em Yến còn đang say xe. Bê quá. Yeah. Xin chào Nhật Lệ, chào chị gái Hòa Lê, chào Hiền Nguyên, chào chị Tích Ca nha. Các chị ơi, mọi người vài lượt chia sẻ cho hai chị em có thêm động lực hát hay hơn, máu hơn nha. Bơm máu cho hai chị em đi nào. Cảm ơn Dâu Ngâu. Anh nè, các anh chị thì xin chia sẻ cho Trại mạnh mẽ hơn đi nào mọi người. Cuối tuần mà mình sẽ rực rỡ chứ hả? Quá rực rỡ luôn. Nè em từ đâu về đây, vừa hai nhìn em là say. Nè em từ đâu về đây, vừa hai lòng ta tức say. Ô ô la la, đường cong em đấy mà. Ô ô la la, ngọc ngà sách xoay đi. Khi em là ai mà bao chàng trai là hứa với hẳn này. Khi em là ai mà đôi vừa vai lòng ta ngây dại. Ô ô la la, đường cong em thế kia. Ô ô la la, chàng trai sexy lady. Hey, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng ngâu lo. Nhìn em lòng thôi không đắn đo. Oh, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Hey, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em. Yeah. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng ngâu lo. Nhìn em lòng thật không đắn đo. Oh, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Yeah. Ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em ta như ngây ngô. Rực rỡ các chị ơi, Yến đứng xích lại đây. Ai à, mang đứng ngay đợi, ok chỗ này nha. Cảm ơn các chị chia sẻ rực rỡ cho Sa Băng và Yến Yumi. Phải không tiếp theo bài gì ạ? Bài gì mọi người? Yeah. Hát này không như Sa Băng trên TV. Dạ, tùy cái bài hát và tùy cái sân khấu này em tập nhiều trang phục bài hát khác nhau á các chị. À, tiếp tục là bài gì đây anh chị ơi? Mình là phải nhiều màu sắc mà đúng không chị? Mình phải thay đổi theo từng từng cái khung cảnh, cái phù hợp với nơi rồi. Mình đến, phù hợp với nơi mình biểu diễn các anh chị. Bây giờ Sa Băng và Yến Như My đang ước rằng các chị chia sẻ rực rỡ để tụi em lên con số cao ngất ngưỡng, cao nhất trong ngày hôm nay nhá. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển su bờ ca. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em sợ anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ thật nhiều, mình người, người yêu anh hơn. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để hôm nay có đơn vắng tay, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì con số năm lặp lại, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Cảm ơn chị Tuyết, cảm ơn Linh Hưng, cảm ơn chị Hoa, cảm ơn Hồng, cảm ơn Tuyên Nguyễn, cảm ơn chị Chào, cảm ơn mọi người nhá. Mình gần này đây được không ạ? Đó, đứng gần thôi, đứng xa quá thấy cái chân không ạ? Tối nay cái chân nhỏ vậy, có kéo không? Chân nhỏ không? Không có nhưng mà.
tại mặc màu đen á. Ước gì lên con số 5 giờ này đó cái gì. Phấn nước còn không để lại số điện thoại nha Vũ Thanh Hương ơi. Nếu mà còn thì giao cho mình luôn nhé. Mình để cứ để lại số điện thoại đi ạ. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ thật nhiều, này người, người yêu em hơn. Ước gì nguyên linh đê đội số điện thoại. Ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tanh. Đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại. Ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi. Nguyễn Linh ơi, Nguyễn Linh để lại xin thoại nào. Ước gì em đã không lỡ lời. Ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tanh. Đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho nhiều đớn hôm nay nè. Ước gì anh chỉ luôn nhiệt tình và chia sẻ cho hai chị em. Hai chị em xin cảm ơn nhiều. Hey, bé Yến ngày càng xinh. Dạ, cảm ơn Hương đỉnh và cảm ơn chị đã dành lời khen cho hai chị em. Ước gì thả tim nhiều nhiều. Ước gì chia sẻ thật nhiều và để lại số điện thoại thật là nhiều nhiều nha anh chị nhá. Hôm nay là ủng hộ hai chị em hết mình đi nào. Chào chị Khánh Ngân. Nơi này còn sống cho mình đi chơi đồ bật nước. Hoa Trần, Hoa Quả Vân. Ok, các chị yêu cầu bài gì tiếp theo đây? Bài Kiếp Về Sầu đúng không? Là có liền luôn nè. Ôi, tại sao mình vẫn còn chưa chia sẻ đúng không các anh chị? Chia sẻ rực rỡ nào các chị ơi. Từ khi em không còn về quanh sân, quanh sân là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với em suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền em cuốn đi rồi, nhưng ước mơ sâu cùng. Bên anh không một đời giật phong, lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô trường. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối chỉ miên còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Chị Lan đặt hơi xin thoại giúp em nha. Đắm, không cần toàn tình nghĩ suy làm chi. Em yêu anh sao chưa sớm lãng quên tháng năm. Giờ ngày em đến tiếng hát vút cao, vút cao. Chỉ còn tiếng nắng ấm áp bên đời, cùng ngàn mây trắng lừng lờ, vút cao bay lên trốn xa. Một ngày anh đến góc phố hát ca, từng đàn chim em chung chim môi cười. Là đời anh bên mệt nhoài, hát xong trong kiếp về rồi. Chào nam giới, chào quý đoàn, chào khởi nghiệp nè. Chị Hoa Quả Vân, Vũ Dũng, Chelsea. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi chị Băng Nhĩ ơi, chị Băng. Chị Anh Nguyễn Hưng, đây xem. Trời ơi, 500 rồi các chị chia sẻ, 1000 chia sẻ cho hai chị em nhé. Hôm nay các anh chị đi chơi đúng không? Nhưng mà còn ai ở lại đây với chị em là tình thương mến thương, đó là nhiệt tình rồi. Thì thôi, thương thì thương cho chót, chia sẻ nhiệt tình cho hai chị em nhé. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, rêu phong. Một lần sau cưới cho anh thấy mặt người.
cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Nhưng đêm tối chỉ miên còn một anh tiếc thương hoài, nhưng dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa sớt lãng quên tháng năm. Chờ ngày anh đến tiếng hát phút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ vút cao bay lên trốn xa. Hey, yeah. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chôn chim môi cười, là đời anh bớt mệt nhoài hát xong trong kiếp bên xưa. Chờ ngày anh đến tiếng hát phút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ vút cao bay lên trốn xa. Hỡi ơi, một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chôn chim môi cười, là đời anh bớt mệt nhoài hát xong trong kiếp bé xơ. Hey, lên bác ca luôn chị ơi. Em cảm ơn các chị rất nhiều đã dành lời khen cho Yến Dung My nè, cho Sa Băng nè. À, cảm ơn các chị. Chào quan đi khắp, khắp khu léo, khắp 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 khắp. Không sao biết ta. Dạ, arigato. Xì xì an ý. Thank you. Ở đó tôi cảm ơn. À, cảm ơn đi đâu cũng vậy phải xin tiếng Việt. Tối nay hai chị em xinh đẹp rực rỡ hả? Dạ. Buổi nào tụi em cũng cố gắng để rực rỡ hết mọi người. À. Tụi em đang chờ các chị chia sẻ cho tụi em rực rỡ hơn nè. Ước gì lên 12k giờ này. Khó lắm anh ơi. Cái ai đó. Nó không có dấu phẩy là được rồi. Ngồi lại nhấp chén say, chén say. Lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, thoát rơi. Muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, mây phèn. Lắng trong buồn hoài cũng thấy quen, thấy quen. Ngồi buồn ngó quá xèn, trách sao coi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ơi, về đây mang theo dấu yêu. Chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa. Một mình trong đêm lắng nghe gió thảm. Chờ các anh chị chia sẻ cho được rỡ lên con số 2 đầu tiên cho hai chị em nè. À, cảm ơn chị Ngọc Tuyết, cảm ơn Hải Âu, cảm ơn chị gái Hà Trần nè. Đếm thời gian chị gái yêu Luby. Kêu cái gì mà kêu biết chị trò Yến đây. Nguyễn Phương Thảo, chị Hồng Hoa nè. Nói cái gì phải nói rõ như ta biết chứ, Yến Yến hoài biết cái gì. Yến xinh đẹp, dễ thương. Yêu thì phải nói, kêu đói là phải ăn. Đấy. Cái gì chị... phải nói. Ờ, kêu tên không mà không hiểu, không có thầm giao cách cảm được. Đầm đen xinh lắm kìa. Wow. Các chị khen vừa vừa thôi, khen quá nở mũi nha mọi người. Ngồi lại nhấp chén say, đắng trong lòng mình quá đắng cay. Quá đắng cay luôn. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những suy duyên thị phi. Ngọc ngà cũng mây phèn, mây phèn. Lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Nhức đầu đó. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ơi, về đây mang theo dấu yêu. Chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa. Một mình trong đêm lắng nghe gió thảm. Vì lời ai hứa, một ngày diều em bước
đi tìm về nơi xa phút giây yên bình. Đầu non cuối gió người còn là mây viễn du để lại đằng sau tiếng ai hương xa. Cảm ơn chị Tuyết Ca, cảm ơn Hùng, anh Hùng Nguyễn, chị Anh Phúc nè, Bình Nguyễn nè. Em nên dừng lại, ok luôn. Yến mới có những mới hả? Nó có những cũ á, tại không đeo. Hôm nay đi dự em event đồ đó mọi người đó. Hôm nay chị đi dự event của em á, nên là em ngựa em đeo thêm á. Event nhưng mà hơi bị xây xe. Hơi xây xe, giờ phần còn xây mọi người ói sắp mặt luôn. Trời, chị chạy vậy là chạy em rồi đó. Em mà ngồi xe chị lái xe mà chạy xô là hơi bị căng nữa đó. Nhắc tới xây xe nữa rồi. Em mà xây thì phải có 1-2-3 ngày nó mới hết. Khổ thân.